Sáng ngày 21 tháng 11, đội tuyển Việt Nam chính thức tập trung chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Huấn luyện viên Kim Sang-sik triệu tập 30 cầu thủ và có chuyến tập huấn quan trọng tại Hàn Quốc. Các cầu thủ ở khu vực phía Bắc như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Hoàng Đức, Nguyễn Thái Sơn, Doãn Ngọc Tân, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Đình Bắc sớm có mặt. Trước khi sang Hàn Quốc, đội tuyển Việt Nam đã có những bước chuẩn bị quan trọng để hướng tới giải đấu. Ngày 21 tháng 11, toàn đội được nghỉ ngơi và chỉ có một số buổi họp nội bộ. Trong ngày 22 tháng 11, đội tuyển Việt Nam tập buổi sáng và nghỉ buổi chiều để chuẩn bị di chuyển. Đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B cùng Philippines, Indonesia, Myanmar và Lào. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik hướng đến mục tiêu vào chơi trận chung kết của giải. Đội tuyển Việt Nam đá trận ra quân trước đội tuyển Lào vào ngày 8 tháng 12. Danh sách 26 cầu thủ chính thức dự giải được công bố vào ngày 5 tháng 12.